Xin chào các thầy và các bạn, tôi tên là Phan Nguyễn Trung Trần. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về về dự án mang tên là hướng tố. Trong game á là chúng ta phải hướng tố đó để tăng điểm. Nếu điểm đạt 3 điểm á thì chúng ta sẽ thắng. Phần Giga muốn di chuyển á là dùng cái sen sinh để di chuyển. Là nếu cả được bấm á thì di chuyển x là âm 63, y là âm 107 và podcast recess and wait sub of the strip inspired và lập lệ bấm mở. Nếu nhấn nhấn mũi tên trớ thì nó sẽ thay đổi x vật lượng mở. Nếu nhấn mũi tên phở thì thay đổi x vật lượng âm mười. Đây là khi tôi nhận chiến thắng thì nó sẽ dừng có cái kết trả khó trong nhân vật đổi trang phục thành Giga hướng tố bốn, đi tới điểm x âm 63, y âm 107. Nếu tôi nhận thua thì nó sẽ nhán là stop, dừng có hoạt động trong nhân vật và nó sẽ báo cáo là animation. Đây là có thay đổi trang phục. Nếu tôi nhận chiến thắng, nếu tôi nhận win thì đổi custom thành Giga hướng tố bấu. Khi tôi nhận âm một thì nó sẽ đổi trang phục thành trang phục thứ trừ đi một. Còn nếu nhận được nếu nếu tôi nhận được một á thì nó sẽ đổi nó đổi nó đổi trang phục. Khi tôi nhận nhận animation thì nó sẽ animation có cách khác. Bắt tố là when I receive lose the stop on the strip inspire stop this strip. Còn đây là when green flag is clicked set is already win to know. Đặt cái speed thành mẫu go to x là nó sẽ bằng không, y sẽ thành 149. Ẩn x score bằng không. Nếu có biến is already win is no và nó custom of cái dấu cách bằng bo á thì nó sẽ dừng có trong trong nhân vật và nó sẽ dừng có chính đổi nhân vật thành pick range dung một to bo à. Set it to tích truyền dùng âm 240 to 240. Weight là 0.5 nhân speed trừ không length. Khi tôi nhận reset là khi tôi nhận lose thì nó giống như cái phần code win. Khi tôi nhận chiến thắng là set là đẹp bóng mơ thành ram dừng có và ở dưới đây là giống như cái receive lose. When I receive stop thì y chang luôn và rồi hơi có stop on the strip in spike. When khi tôi nhận stop thì nó sẽ dừng có trong nhân vật
Ui lắm. Còn đây là khi cài được nhắn á, thì vô họ nếu it's already been bạn no bạn nó custom of cách thì bạn bỏ thì nó vẫn y chang à. Nếu pick lên dùng một chấm chu cái này thì nhiều quá bạn mẫu nên sẽ đổi ý nó đổi trong phục thành tố và chấm đậu đậu cái là một cái clone of myself đã không chấm nam nhân biết trừ không có gì khi tôi bắt đầu the clone đổi trong phục thành Big Bang dùng một tu bấu so và chữ là boy Big into touching it or touching by một là change y by âm năm nhân cho speed nếu chọn hay chọn nhân vật một nếu nếu nhân nếu trong phục chữ là bằng đấu độc nếu chọn bảo vệ thì nó sẽ xóa nếu không là nó sẽ nhắn lên là lose và dừng hết toàn bộ nếu nếu nhân nếu trang phục tên gọi là bằng tố là trang là thay đổi score lượng một thay đổi speed by không chấm bấu nếu custom name bằng tố hỏa chấm thì nó sẽ trang score bằng by bar nếu yêu custom name là bàn tốt độc hơn à thì nó sẽ trang store bay âm mộ trang speed bay âm không chấm bấu còn đây là phòng trường hợp bị lỗi nếu score nó bé hơn không thì nó sẽ đạt score thành không nếu speed bé hơn không thì nó sẽ đạt speed bằng không và cách âm mộ kết thúc của code đó là sẽ là số số của bản sao này tới dấu cách đó, tới không nô niềm á là khi tôi chiến thắng á thì nó sẽ đạt bóng mơ thành không clear graphic effect switch custom mode dừng có code trong nhân vật và hiện ngay khi tôi nhận reset đó là đạt bóng mơ thành một RAM và ảnh khi cờ được nhắn thì nó sẽ đặt bóng mờ bằng RAM basket reset và ảnh khi cờ được nhắn thì nó sẽ ảnh đẹp score bằng không switch custom to custom bar circle effect to một RAM basket reset tập lửa mở mở nếu nếu score là bằng bo hoặc là score lớn hơn bo set ở is already win to yes và score 9 tháng còn nhân vật pháo hoa một á thì khi cần được nhắn ẩn lập lửa mở mở nếu nếu score bằng bo hoặc score lớn hơn bo thì bo score 9 tháng nếu tôi Rồi, nhận 9 tháng thì à, bạn ẩn Trung Ngọc ơi, bây giờ tập bạn có lượng thể chạy mở thử được mở không ạ? chất luôn Trung Sơn ơi, bây giờ dạ con đang giới thiệu phần code dạ rồi. Bây dạ giờ thì nghĩ là chắc các bạn đang muốn xem con thì giới thiệu phần code rất là nhiều và hay đấy. Thì bây giờ con chạy thử cho bạn để xem cái hay của con được không? Chạy thử từ đầu nhá, một hai lần nhá, cả thắng cả thua con nhá. Con stop lại và chạy thử nhìn một hai lần. dạ à có lúc nó bị lỗi à tự như cái bị dính này không được nè em nó bị dính cái lỗi của em thì nhân vật này nó bị dính trang đây không ổng rơi xuống à.
Rồi con cứ chạy Bị nhầm thử đi. lẫn cho À, nó. chơi thấy win chơi nó hơi thắng hơi nhanh. Bây giờ con giảm cái điểm làm sao điểm nó tăng lên đi để nó đỡ chứ thắng nhanh như vậy con. Điểm bằng 3, À, con đang lập trình điểm bằng 3 là nó thể thắng luôn đấy, tăng cái điểm lên. Không, con để điểm ý, để điểm cái phần con cài đặt điểm là nếu điểm bằng 3 ở nhân vật pháo hoa ấy, phần win ấy. Phát tin chiến thắng ở phần win, đúng không? dạ xin chào tạm biệt các bạn và các thầy cô. Rồi, thế bây giờ mời con để lại dự án nhé. À, À, các bạn sẽ nhận xét bài cho bạn trung trực ạ. À, nhận xét cho bài của bạn trung trực. em thưa thầy là em thấy ban tổ chức có sáng tạo thêm một cái vòng bảo vệ để tránh bị dễ thua. Con em thấy còn lại là ban Nó bị lỗi. đã làm rất là tốt rồi, có vài phần quả táo cũng sáng tạo thêm. Không ạ. Tuấn Anh có vấn đề gì không ạ? Có Vâng, mời con. cậu bạn về chỗ bạn bảo vệ thì bạn bạn đã có rất là sáng tạo là làm cái màn bọc bảo vệ này thì cho cái này hạ xuống là 10 giây khi khi sử dụng. Còn bạn bạn sáng tạo thêm vài quả táo không như là táo xanh dương có dấu hỏi chấm là bạn đã có rất là sáng tạo rồi ạ. Em xin hết. Cảm ơn bạn Tuấn Anh và bạn Tuấn Hưng đã có phần nhận xét tích cực cho bạn Hưng nhé. Rồi thầy thấy bạn trung trực cho bạn trung trực đợt này thì thầy cũng hơi bận. Cái mỗi dự án của con thì thầy đều rất là mong chờ đến dự án của con, vì cái dự án của con là rất sáng tạo, rất sáng tạo. Nhưng mà con mang theo nhiều khi đợt này không để ý phần nhận xét của thầy. Mới hôm nay hôm qua đúng không, mới chắc mới nhìn lại cái dự án và sửa theo đúng không? Sửa sửa lốt cái phần thắng thua đấy. Pháo hoa nhưng mà cũng không chưa bổ sung được hết cái phần, nhưng bổ sung liên tục thì những cái phần như là cái ý tưởng rất hay của bạn đó là cái vòng bảo vệ thì con đang bị kẹt thì con bổ sung thêm cho cái lập trình này nhé. Lúc trước thì có nói là con lập trình nó di chuyển đến nhân vật và xuất hiện khoảng 10 giây như bạn Tuấn Anh đúng không? Sau đó thì ẩn nó đi. Thì con sẽ hoàn thiện thêm dự án này. Dự án của phần thuyết trình của Tuấn Anh trung trực nói cũng tương đối là tốt. Họa dự án thì cũng gần được hoàn thiện. Thì con cố gắng là hoàn thiện dự án của con để có thể chia sẻ và để các bạn học hỏi thêm nhé. Cảm ơn phần thuyết trình của bạn trung trực.